Chúng ta học bài luyện từ vào câu tuần 17. Vị ngữ trong câu kể ai làm gì? Trang 171. Phần 1 nhận xét. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Hàng trăm con voi đang tiến về bãi. Người các buôn làng kéo về nườm nượp. Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng. Các bà đeo những vòng bạc, vòng vàng. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ. Hôm nay, Tây Nguyên thật tưng bừng. 1. Tìm các câu kể ai làm gì trong đoạn văn trên. Chúng ta có các câu kể trong đoạn văn trên là 3 câu. Câu thứ nhất, hàng trăm con voi đang tiến về bãi. Câu thứ hai, người các buôn làng kéo về nườm nượp. Câu 3, mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng. 2. Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Trong các câu thêm mẫu ai làm gì, câu kể ai làm gì, chúng ta có. Để xác định được vị ngữ trong các câu kể ai làm gì, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi với từ làm gì. Và câu trả lời câu hỏi đấy chính là vị ngữ của câu. Ở đây chúng ta sẽ hỏi câu thứ nhất là hàng trăm con voi làm gì. Và chúng ta sẽ trả lời là đang tiến về bãi. Như vậy đang tiến về bãi chính là vị ngữ của câu. Câu thứ hai, người các buôn làng làm gì? Câu trả lời là kéo về nườm nượp. Như vậy kéo về nườm nượp chính là vị ngữ của câu này. Câu thứ ba, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là mấy anh thanh niên làm gì? Vậy câu trả lời sẽ là khua chiêng rộn ràng. Vậy thì khua chiêng rộn ràng chính là vị ngữ của câu. Vậy để xác định vị ngữ của các câu kể ai làm gì thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi với từ làm gì, và bộ phận trả lời câu hỏi làm gì chính là vị ngữ của câu đó. 3. Nêu ý nghĩa của vị ngữ. Vị ngữ thứ nhất, trong câu thứ nhất là nêu hoạt động của vật, đó là các con voi ở trong câu. Vị ngữ thứ hai và thứ ba, trong câu thứ hai và thứ ba là nêu hoạt động của người trong câu. Như vậy là vị ngữ trong câu kể ai làm gì, nó nêu lên hoạt động của người hoặc của vật ở trong câu đó. 4. Cho biết vị ngữ trong các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành. A. Do danh từ và các từ kèm theo nó, cụm danh từ tạo thành. B. Do động từ và các từ kèm theo nó, gọi là cụm động từ tạo thành. C. Do tính từ và các từ kèm theo nó, cụm tính từ tạo thành. Và chúng ta sẽ trả lời là câu B, do động từ và các từ kèm theo nó tạo thành. Vậy vị ngữ trong câu kể ai làm gì là do động từ và hoặc là cụm động từ tạo thành. Chúng ta có phần ghi nhớ. Ghi thứ nhất là vị ngữ trong câu kể ai làm gì sẽ nêu lên hoạt động của người, của vật ở trong câu. Của vật ở đây gồm có con vật, đồ vật, cây cối được nhân hóa. Thứ hai là vị ngữ có thể là động từ hoặc là cụm động từ. Động từ kèm theo một số từ ngữ khác gọi là cụm động từ. Đấy. Vậy thì vị ngữ có thể là động từ hoặc là cụm động từ. Để phần sang phần 3, luyện tập. Bài 1, đọc và trả lời câu hỏi. Cả thung lũng giống như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Thanh niên đeo gùi vào rừng, phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước sàn nhà, các cụ già trụng đầu bên những ché rượu cần. Các bà, các chị sửa soạn không cửi. Ý A. Tìm câu kể ai làm gì trong đoạn văn trên. B. Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. Có nghĩa là chúng ta sẽ xác định vị ngữ trong các câu kể ai làm gì. Nhất chúng ta có ý A là các câu kể ai làm gì, có 4-5 câu. Thanh niên đeo gùi vào rừng, phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước, em nhỏ đùa vui trước sân nhà sàn, các cụ già trụng đầu bên những ché rượu cần, các bà các chị sửa soạn không cửi. Chúng ta sẽ xác định vị ngữ cho các câu này.
Để xác định vị ngữ của các câu thêm mẫu ai làm gì thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi với từ làm gì, và câu trả lời cho câu hỏi đấy chính là vị ngữ của nó. Vậy thì câu thứ nhất chúng ta sẽ hỏi là thanh niên làm gì? Chúng ta sẽ trả lời là đeo gùi vào rừng. Vậy thì đeo gùi vào rừng chính là vị ngữ của câu này. Câu thứ hai, phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Chúng ta sẽ hỏi là phụ nữ làm gì? Và câu trả lời là giặt giũ bên những giếng nước. Vậy thì giặt giũ bên những giếng nước chính là vị ngữ của nó. Câu thứ ba, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là em nhỏ làm gì? Vậy câu trả lời là đùa vui trước nhà sàn. Vậy thì đùa vui trước nhà sàn chính là vị ngữ của câu này. Câu thứ tư, chúng ta sẽ hỏi là các cụ già làm gì? Vậy trả lời là chụm đầu bên những chén rượu cần. Vậy thì chụm đầu bên những chén rượu cần chính là vị ngữ của nó, của câu này. Câu cuối cùng, chúng ta sẽ hỏi là các bà, các chị làm gì? Trả lời là sửa soạn không cửi. Vậy thì sửa soạn không cửi chính là vị ngữ của câu này. Để xác định vị ngữ của câu kể thêm mẫu ai làm gì thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi với từ làm gì, đúng không? Và trả lời câu hỏi đấy chính là vị ngữ của nó. Bài 2, ghép các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể ai làm gì. A là đàn cò trắng, bà nội, bà em, bộ đội. B, kể chuyện cổ tích, giúp dân gặt lúa, bay lượn trên cánh đồng. Chúng ta thấy ở cột A chính là các từ ngữ chỉ người, chỉ con vật, và đó chính là chủ ngữ ở trong câu này. Và phần ở bị cột B là các cụm từ chỉ hoạt động, đây chính là các vị ngữ trong các câu đó. Bây giờ chúng ta sẽ ghép các từ ngữ ở cột A với cột B cho nó phù hợp. Ta sẽ có đáp án như sau. Là đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng, bà em kể chuyện cổ tích, bộ đội giúp dân gặt lúa. Bài 3, quan sát hình vẽ dưới đây rồi nói từ 3 đến 5 câu kể ai làm gì. Miêu tả các hoạt động của các nhân vật trong tranh. Tôi thấy là các bạn này đang nữ thì đang đá nhảy dây. Các bạn nam đang đá cầu. Và có bốn bạn thì đang ở bên dưới gốc cây để đọc truyện, đọc sách gì đó, đúng không? Và chúng ta có thể viết một đoạn văn như sau. Sau tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, các bạn ùa ra sân như bầy chim sổ lồng. Các bạn nữ chơi nhảy dây, cạnh đó mấy bạn nam chơi đá cầu. Còn bên góc phượng, bốn bạn túm tụm xem truyện tranh. Giờ ra chơi tuy ngắn nhưng thật vui.